Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện 9 ổ dịch mới, điều chỉnh nhiều biện pháp phòng chống dịch. Lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung. Hà Nội liên tiếp phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến dịch Covid-19. Gần 60 thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện 9 ổ dịch mới, điều chỉnh nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm, thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xuất hiện 9 ổ dịch COVID-19 mới. Ngành y tế đang tập trung nguồn lực để sớm khống chế các ổ dịch trên, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn hai xã trong đầu tuần tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch. Đến ngày 7 tháng 11, kết quả lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho 700 129 người dân đã phát hiện 81 trường hợp dương tính về sắc COVID-2. Để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, Sở Y tế phối hợp với Cục Quân y Bộ Quốc phòng điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân đến Tăng Cường cho huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Giã chiến số 14 tăng cường hội chuẩn và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 nặng cho bệnh viện huyện Hóc Môn. Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ cách ly tại nhà, được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định. Quá trình quan quản lý điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi ngày 3 ngày phát hiện, sớm nhất ở các ca F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng, thu hẹp phạm vi ổ dịch. Theo ban quản lý phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một tháng triển khai kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát đến ngày 7 tháng 11. Toàn thành phố đã có 14 quận huyện đạt tiêu chí vùng xanh cấp độ 1, nguy cơ thấp, còn 8 quận huyện trong vùng vùng vàng cấp độ 2 nguy cơ trung bình trên bản đồ COVID-19, đánh giá chung toàn thành phố đang ở vùng vàng thuộc cấp độ trung bình của dịch COVID-19. Theo số liệu từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 7 tháng 11 cho thấy trung bình mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận từ 900 đến 1.000 ca bệnh mới. Hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân, hơn 31.000 F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Số ca mắc mới bệnh viện phải nhập cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua thống kê giám sát đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và số ca nhập viện ở các bệnh viện tầng 2 tại thành phố đang tăng nhẹ trong 2 tuần gần đây, đặc biệt tại những quận có nhiều khu công nghiệp và giáp danh với nhiều địa phương như huyện Hóc Môn. Độ phủ của vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh đã tương đối cao, tuy nhiên hiện nay rất nhiều người từ các tỉnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh học tập, làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm là khá cao. Thành phố đang từng bước dỡ bỏ giãn cách xã hội, nguy cơ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, số ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết thêm. Lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung, đây là lần đầu tiên trong đời của cô cho chúng tôi dạy học trong một lớp thật nhiều đặc biệt nên cảm xúc thật khó tả. Cô giáo Phạm Thị Thảo Quyên, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, tạm dừng việc đến trường nhưng không ngừng học. Về ý tưởng tổ chức lớp học trực tiếp trong khu cách ly, ông Hoàng Văn Phúc, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, huyện Tuyên Hóa cho biết, chiều ngày 1 tháng 11, phòng nhận được thông báo từ bên y tế, tại lớp 1C trường tiểu học Sơn Hóa có một cháu dương tính với sars cov 2 do lây nhiễm từ người nhà. Ngay lập tức, lớp 1C bị phong tỏa, còn nhà trường cho tất cả các học sinh nghỉ học để chờ chỉ đạo, ban quản lý chỉ đạo phòng chống của huyện. Đến 19 giờ cùng ngày, toàn bộ 29 học sinh của lớp 1C cùng 5 giáo viên được xác định là F1 và đã được đi cách ly tập trung tại trụ sở cũ, ban chỉ huy quân sự huyện. Nhìn các cháu nhỏ rụt rè, ngơ ngác, bước lên những chiếc xe chuyên dụng trong đêm tối mà lòng chúng tôi quặn thất. Các cháu quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong bối cảnh bước vào năm học mới chưa quen trường quen lớp vì đảm bảo phòng chống dịch nhiều phụ huynh chỉ kịp mang đến đồ dùng thiết yếu đứng ngoài hàng rào trường và gửi vào cho các con ông phúc cho biết thương các cháu một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông phúc tại sao không tổ chức dạy học trực tiếp trong khu cách ly tập trung trong lúc cô và trò đều có mặt đông đủ ngay lập tức ông phúc báo cáo lãnh đạo huyện và được đồng ý ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của huyện còn trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo xã sơn hóa huy động lực lượng giúp nhà trường vận chuyển bàn ghế đồ dùng học tập của lớp 1 c từ trường tiểu học sơn hóa đến khu vực cách ly tập trung. Lớp học được bố trí ở hội trường ban chính của ban chỉ huy quân sự huyện để đảm bảo độ thông thoáng rộng rãi. Sáng ngày mùng 3 tháng 11, lớp học đặc biệt này chính thức khởi động. Lớp học được chia thành 2 ca, mỗi học sinh một bàn và cách nhau 2 mét. Nhà trường lắp thêm hệ thống wifi, chuẩn bị phòng để các giáo viên bộ môn đi cách ly tập trung dạy online cho các học sinh đang ở nhà, đảm bảo việc học cho tất cả các cháu không bị gián đoạn. Ngày đầu tiên tổ chức lớp học ở trong khu cách ly, tôi cũng rất hồi hộp, lo lắng đủ thứ, nhưng khi nghe anh em báo cáo lại, đặc biệt thông tin từ các giáo viên trong khu cách ly, tôi thấy rất an tâm, cả cô và trò đều rất hào hứng. Tôi tin lớp học này sẽ thành công cả về mặt chất lượng giáo dục và cả về mặt phòng chống dịch. Nếu sau này có thêm nhiều lớp phải đi cách ly tập trung, tôi nghĩ vẫn có thể tổ chức dạy học trực tiếp phòng sẽ tham mưu chương dụng các trường học làm khu cách ly tập trung và giáo viên, học sinh ở đó vẫn dạy học bình thường. Ông Phúc chia sẻ thêm, cô giáo như mẹ Hiền, từ trong khu cách ly tập trung, cô giáo Phan Thị Thảo Quyên, chủ nhiệm lớp 1C thông qua điện thoại, ban đầu khi nghe tin lớp học có cháu mắc Covid-19, tất cả giáo viên rất hoang mang, các trò thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà hết giờ rồi thì không thấy bố mẹ đến đón, các cô phải liên tục giải thích nhưng nhiều cháu bắt đầu lo lắng, xụt xịt, có cháu khóc ré lên khi xe chuyên dụng đến để đưa Lý cách ly tập trung, tôi đang nghĩ không biết phải làm sao cho hết 14 ngày ở trong khu cách ly tập trung. Nhưng khi nghe thông báo được học và dạy bình thường, như ở trường mà vỡ hòa sung sướng, cả cô và trò ai nấy đều hào hứng, cô giáo quyền tâm sự. Trong số 29 cháu phải đi cách ly tập trung, có một số cháu có ba hoặc mẹ, đi cùng vì họ là F1, còn lại đa số là đi một mình. Các cô lúc đó phải thay mặt bố mẹ dỗ dành, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Cô giáo Quyên cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện Tuyên Hóa mà cơ sở vật chất phục vụ dạy học trong khu cách ly rất đầy đủ, thoải mái, thuận lợi cho mọi việc để đảm bảo việc phòng chống dịch cũng rất tốt vì khu cách ly thông thoáng, lớp học rộng rãi thoáng mát. Cô vào trò chúng tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo Lãnh đạo ngành, lãnh đạo nhà trường và các bậc phụ huynh đã quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất. Cô và trò chúng tôi hứa sẽ cố gắng dạy tốt, học tốt và phòng chống dịch tốt nhất để sớm trở về về gia đình với mái trường thân yêu của chúng tôi. Cô giáo quyên chia sẻ thêm Hà Nội liên tiếp phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến COVID-19. Cơ quan chức năng phòng chống dịch Hà Nội phải liên tiếp phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Ba Đình thông báo tìm những người liên quan đến các địa điểm có yếu tố dịch COVID-19 phức tạp. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, ở các địa điểm từ 8 giờ đến 17 giờ tại nhà khoa Rio 26 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đông Đa, Hà Nội. 8 giờ đến 17 giờ tại công ty Peros Paleo số 117 Trần Duy Hưng ngày mùng 1 tháng 11 tại các địa điểm từ 20 giờ đến 21 giờ tại quán nướng số 41 Giảng Võ, quán Vua Tào Phớ, 507 Giảng Võ. Ngày mùng 2 tháng 11 tại các địa điểm 12 giờ đến 13 giờ tại quán Bún Dọc, số 5, ngõ 135 Đội Cấn, 18 giờ đến 21 giờ tại quán Bánh Mì Cổ Điện, 71 Đặng Văn Ngữ. Ngày mùng 3 tháng 11 từ 12 giờ đến 13 giờ 30 tại quán Bún Diêu, 23 Hồng Phúc, quán Trà Bí Đao Cát Tiên, 9A Thánh Thiên, từ 8 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 21 giờ ngày 5 tháng 11 tại Bệnh viện Thận Hà Nội số 70 Nguyễn Trí Thanh và rất nhiều địa điểm khác đã có thông báo của thành phố Hà Nội. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình, tất cả những người đừng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc trung tâm y tế quận Ba Đình khoa kiểm soát bệnh tật số điện thoại 0243 843 2113 hoặc gọi số điện thoại đến CDC Hà Nội số điện thoại 0969 082 115 hoặc số điện thoại 0949 396 115 CDC Hà Nội. Trước đó liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cũng thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến Học viện Tài chính số 58, phố Lê Văn Hiến, tổ dân phố số 6, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm trong thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến 18 giờ ngày 4 tháng 11. Hiện Hà Nội đang xuất hiện nhiều ca mắc ở cộng đồng. Tính đến chiều ngày 6 tháng 1, Hà Nội có 11 ổ dịch phức tạp trên địa bàn, Hôm ổ dịch ở Hàng Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, 26 ca mắc, ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, 7 ca mắc, ổ dịch Phú La, Hà Đông, 31 ca mắc, ổ dịch Trận Ninh Hiệp, Gia Lâm, 105 ca mắc, ổ dịch Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, 14 ca mắc, ổ dịch Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, 14 ca mắc, ổ dịch Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, 12 ca mắc, ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 24 ca mắc, ổ dịch Bạch Chữ, Tiến Thắng, Mê Linh, 160 ca mắc, ổ dịch Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai 145 ca mắc, ổ dịch Trần Quang Diệu, ô chợ Dừa, Đồng Đa 41 ca mắc. Gần 60 thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD, các hoạt động song phương tại Anh và chuyến thăm chính thức Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang về nhiều kết quả thực chất, nổi bật là gần 60 bản ghi nhớ các hợp tác được doanh nghiệp Việt Nam và hai nước ký kết với tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến 30 tỷ USD. Ngày 7 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng có một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu COP26 thăm và làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Ông Dũng cho biết một số kết quả ấn tượng nhất của Thủ tướng là chứng kiến lễ ký gần 60 bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác giữa Anh và Pháp, tổng giá trị đầu tư cam kết lên tới 30 tỷ USD, các thỏa thuận tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, môi trường, quy hoạch và công nghiệp hàng không vũ trụ, y tế và phòng chống dịch, giáo dục, nông nghiệp và du lịch. Gần 450 doanh nghiệp hàng đầu của Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu khác tham dự trực tiếp và trực tiếp hai diễn đàn doanh nghiệp ở Anh và Pháp bày tỏ được sự khích lệ bởi thông điệp của Thủ tướng là Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh dài hạn ở Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp mạnh mẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất trước tác động của dịch COVID-19 khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư dành các nguồn vốn và công nghệ cao để đồng hành với Việt Nam đưa kinh tế khởi sắc và đón bắt các xu thế phát triển mới tại Pháp đáng chú ý trong các hợp đồng kinh tế được ký kết là thỏa thuận trong lĩnh vực vệ tinh thành phố thông minh nhận dạng kỹ thuật số và an ninh mạng giữa tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và tập đoàn Thales các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Air, Bamboo Airways và Sanfan. Trong cuộc họp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 4 tháng 11, Tổng thống Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Tota Patrick Paul -Yanes, cho biết tập đoàn rất quan tâm tới thị trường Việt Nam với nhu cầu năng lượng sẽ gia tăng song song với quá trình phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn sự hợp tác tăng cường trong các dự án năng lượng tái tạo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Anh có tổng giá trị lên đến hàng tỷ USD, Mỹ. Trong đó, đáng chú ý là thỏa thuận cung cấp động cơ và dịch vụ động cơ cho tội đỏ bay thân rộng với tổng trị giá 400 triệu USD giữa hãng hàng không Vietjet và tập đoàn Rolls-Royce thỏa thuận cung cấp động cơ và dịch vụ động cơ cho đội tàu thân rộng với tổng trị giá 400 triệu USD giữa hãng hàng không Vietjet và tập đoàn Rolls-Royce.